Xem Doctor S nó khác thế nào so với cả Doctor dưới danh voi danh điểu. Chọn Nam Nam. Xem Doctor S khác gì nào. Map này nhiều ván lắm, map này nhiều ván mà cầm cầm cắm mắt là người ta vẫn hiểu kịp Doctor ấy. Nhảy xuống sớm thế. Doctor có thể cai được bao nhiêu lâu? Nobody know. Quên, mình đang định ấn cái nút cắm mắt đấy. May là Blink chưa hồi. Blink hồi rồi là mất luôn Blink. Xe máy rung. Ok. Máy này vừa hết rung này. Thế là hiến rồi. Không cam sai được rồi, về ghế thôi. Cái chi còn cú. Đứng đây đát găng không? Cú đâu? Chiến thắng rồi đó, từ từ. Hai máy. Rồi mới lại chiến thắng nè. Ô ăn ván này. Điều thế ăn ván này. Ừ.
Rồi. Hút chưa? Don't trust doctor. Tham công gia. Ôi, vẫn kịp à? Mình nhảy hướng đấy hơi sai. Nhảy hướng đấy hơi sai và nhảy hướng chặn đầu. Thả chó tàu đâm. Mình nên nhảy hướng trước mặt. Nhảy hướng trước mặt rồi chém một cái là náp không đát kịp. Bạn đã chuẩn bị đồ đá tím và bóng đèn cho dịp sinh nhật lần 3 này chưa? Cả những dự án trang phục mới chỉ vào bằng Eco. Đừng lo, vì bên anh Tuấn Chelsea, admin group cộng đồng Identify Việt Nam, có nhận nạp Eco cho cả iOS và Android với mức giá cực kỳ ưu đãi, đặc biệt trong dịp sự kiện này. Thông tin chi tiết và liên hệ mình để dưới phần mô tả nhé. Thấy cái đầu lính thuê. Đuổi Mai Mô Tân. Mà chém được Mô Tân một hit rồi thì nó lại câu chuyện của đợi Blink. Đau mắt tôi. Hay quá, khoa, giờ choáng cả hai này, mình sẽ tỉnh choáng sớm hơn. Yeah.
Bẹp. What a game. À, Morton, ơ, à, sao mình không thấy nhở? Hơi mù. Máy rung rung to đấy. Pha nãy của Forward thực sự là điện sáng quá. Giờ ông lính thuê không phải xong máy này rồi ông đi cứu ấy. Bam. Make sure là người ta không về, người ta qua máy. Hello. Được cả ông Mai, được cả ông tiền đạo.